Huynh đài đến đây chẳng hay là đi một mình hay đi có đi thêm đi ai đi đó nữa? Thang thang có chứ, cùng đi với tôi có hai người bạn rất thân. Hai người bạn rất thân tên gì? Bá và Đài. Bá Đài, nghe hai cái tên này sao quen quá. Đó là Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Hả? Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Đúng. Hóa ra không... đây là Mã Văn Tài. Sai, tôi là Mã Chí Tài. Có cái chữ Tài là nó cũng vô Mã Văn Tài hết thôi. Tức quá. Hai người bạn đó đâu? Chờ hoài mà không thấy, hẹn tôi giờ này mà chưa thấy. Không biết tại sao. Ba Đài ơi, đang ở đâu vậy? Ơi, Tài, Tài ơi, Tài. Chào Tài huynh. Xin chào Tài huynh. Tài huynh cái gì? Hai bạn nghĩ sao hẹn tôi mấy canh giờ rồi mà chưa có tới? Tại sao vậy? Tôi đã làm cái gì hả? Giờ này mới có 8 giờ rưỡi thôi, đâu có trễ bao nhiêu đâu. Mà Tài làm gì mà Tài quả quá vậy? Tôi lại đây hồi 4 giờ. Đúng rồi. Mới chạy có 4 tiếng rưỡi chứ nhiêu. Trời ơi. Nè, mà nói cho Tài nghe, Tài đừng có quạo như vậy làm mất tình bạn hết. Tôi không cần biết, cho tôi chờ lâu. Tôi không thể nào chờ nữa, tôi về. Khoan đã, đừng về. Dù sao chứ nữa, mình cũng là bạn bè với nhau. Tài quên, nơi Nam Sơn Tiểu Lộ chúng ta đã cùng thề sốt hay sao? Thề cái gì? Tôi Sơn Ba, tôi chỉ dài. Gì? Hả? Mới nói gì? Tôi chỉ tài. Bậy. Lương Sơn Bá không có chí tài, cha nội. À, tôi lộn. Lương Sơn Bá chỉ có quan tài mà thôi. Cái gì? À, không. Văn tài, văn tài, chứ không phải quan tài. Tôi kỵ chữ đó. Lộn, làm lợi. Nhạc. Tôi Sơn Bá, tôi văn tài. Xin mình chứng ở trên cao dài. Không ha ha ha. Gì? Bá ơi bá, lâu quá không hát bá quên hả bá? Quên đâu quên. Trời ơi, cái gì mà nhai xương gươm trong đó vậy? Bậy, không phải nhai xương gươm, mà hồi nãy lỡ uống trà sữa nhai nhiều cái gì đó. Cái gì, hạt chân châu hả? Hạt chân châu quá, anh thử lẹo lưỡi, làm lại. Làm lại. Nam Sơn chân xưa kia. Phải, lại lại lại. Cái thằng đờn này nó đờn bậy bạ quá. Trời ơi, ai kêu uống trà chân châu mà không cho nó uống? Ông mắc sai rồi, giờ ông đối thường quýnh đờn. Ờ. Lại cái gì? Nam Sơn chứng minh. Sao tại... luôn anh ơi, anh nhắc tuồng cũng không đúng. Ủa nữa. Bảy cái chỗ này xưa là kia có ba người. Đúng. Xưa kia có ba nhà từ khi dòng thề chớ ta. Kết tâm vào quyết không thay lòng, không sâu xa. Tài ơi Tài. Tài. Gì? Hồi đó ba má có cho đi học nhạc lý không vậy? Tôi tự học. Hèn chi mà tài ca một đường, đờn một nẻo vậy? Cũng giống như ông hồi nãy thôi. Tại vì hồi nãy tôi lỡ tôi uống trân châu, tôi nhai nhiều quá cho nên tôi quên thôi. Ok. Vậy chứ hát sao cho đúng. Wrong number. Ok, trở lại nè. À, cái gì không? À không mà xấu quá xa. Sao trời có ba nhà từ khi lòng thề cơ ba. Cứ tâm giao quyết không tài lòng mà không sâu sâu quá xa. Nơi đây chúng mình cho những câu thề. Thề à quyền không ta, thề 10 triệu hôm nay ta quyết đem mà về nhà tình tan cảnh xa. Ông nghĩ sao mà có 10 triệu mà ông hốt anh em về, ông không chia tôi với lại Trúc Anh Đài một đồng nào? 10 triệu? Vô đây không có anh em gì trơn trọi á.
mạnh nào đấy nó lấy đi. Trời. Nào mạnh thì nó lấy thôi à. Chà chà. Tức thôi là tức, ông nói đó nha. Được. Ông lấy nổi không? Chưa biết.